Xin chào mọi người nhá. Thì đây theo đúng yêu cầu của anh em thì hôm nay test cho anh em xem đây. Đó, test cái bóng điện cho anh em xem là cái máy của nó. Thứ nhất là nó đang hoạt động, nó đang nổ này. Thứ hai là cái độ sáng này. Độ sáng mọi người có thể nhìn thấy là nó rất là sáng luôn, cả một khu luôn. Đó, thì đây hiện tại của nó đang khoảng độ 2m. Thì đây bây giờ mình sẽ nâng lên. Nó nâng lên khoảng độ 6m. Đó, nâng lên thì sẽ quay này. Đấy, hơi rung lắc điện thoại tí. Đấy, như này là hiện tại đang cao vút tầm rồi nhá. Đó, sáng hết một cái khu này luôn. Máy thì nổ rất là êm rồi. Sáng chưa? Quá sáng luôn. Đây, lát nữa thì mình sẽ tắt máy đi và tắt điện đi thì mọi người có thể biết được là khu này đang hiện tại đang tối như thế nào. Và đây một cái bóng này mình thắp sáng này. Đó, rất là sáng luôn. Một dàn đèn này thì mình về được khoảng độ 20 chiếc nhé mọi người nhé, 20 chiếc dàn đèn này. Nhưng mà chỉ lắp lên một con 300VS này để test cho anh em xem thôi. Đó, ok, mình sẽ tắt bóng đi này. À đây, để hạ đèn xuống. Không, tí nữa tối quá lại không nhìn thấy cái gì mà tắt nữa. Nó rất là sáng luôn. Wow. Ok, mình sẽ tắt điện này. Tắt đi không nhìn thấy gì luôn. Wow. Hết rồi. Rồi, mình kết thúc video ở đây nhá. Không thì mình sợ ma lắm.